Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ hai, là ngày đầu tuần và cũng là ngày cuối của lễ hội Halloween. Hôm nay là ngày cuối rồi, cho nên mình sẽ chơi những cái nhân vật mà có liên quan tới Halloween một tí xíu ha. Mình sẽ chơi chị Mẩy trong cái bộ trang phục này, bởi vì cái bộ này cũng có liên quan ít nhiều gì tới Halloween. Mùa này là có cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn bartender đã cosplay lại cái bộ trang phục này của chị Mẩy đó. Mà bây giờ là mình phải chơi chị trước rồi mình mới chơi em sau, đúng không? Phải có chị mới có em chứ. Và thôi, bây giờ chúng ta sẽ vô trận đấu thôi nào. Có bạn là đã hỏi mình về tiếp chơi ba đam, thì ngày hôm nay trong cái trận đấu này, nếu như mà mình biết cái gì thì mình sẽ nói cho bạn nghe ha. Tại vì khi mà mình chơi madam thì mình phải tìm hiểu thật là kỹ, lúc đó mình mới chơi được. Lúc đầu mình cũng vậy đó, lúc đầu mình cũng chơi mà mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn và trắc trở, bởi vì mình không biết vì sao mình có thể đặt được cái gương để mình đánh được cái bạn xua đó, rất là khó. Nên mình cũng đã tìm hiểu rất là kỹ từng chi tiết, từng chi tiết. Bây giờ mình sẽ tới và tìm bạn xua ha. Mình là thuộc spawn của mấy bạn rồi, cho nên mấy bạn ở đâu mình cũng biết hết đó. Mới vô là gặp bạn xia liền, một gương trúng luôn, không nói nhiều đỡ mất thời gian. Thường á là lúc mà mình livestream á thà mình chỉ chơi cho vui thôi, mình giao lưu với các bạn, chủ yếu là mình muốn nói chuyện nhiều với mọi người ha. Chứ còn nói về tập trung chơi game thì không bằng lúc mà mình đang chơi một mình như vậy đâu. Lúc mà mình chơi một mình như vậy á là mình tập trung rất là cao độ. Mở full hiện diện. Chưa full nhưng ấy là mở thêm điểm hiện diện. Sorry, mở thêm điểm hiện diện. Đó, thêm một cái nữa. Ok. Bút cứu để làm gì? Bút cứu là phải chạy được chứ, bút cứu xong nằm một đống cũng vậy thôi à. Trận này bạn bệnh nhân với bạn diễn viên là hai bạn chung một clan, và bạn nhà tiên tri và bé gái cũng chung một clan. Nhưng mà đây là chia ra hai phe, đúng không? Chia phe, chia phái. Bên đây là đội Việt Nam, còn bên kia là đội gì đó mình không biết. Có tài bệnh nhân tới cứu. Rồi giờ sao? Muốn bảo kê không? Bảo kê này, một hit, một gương, double down. Trời ơi, nghĩ làm sao vậy? Nghĩ làm sao mà đi body block khi mà tôi đang tạo gương, mà đứng ngay cái đường thẳng song song hai đứa chụm lại một chỗ thì kiểu gì mà trả đất bồ đào. Cảm ơn bạn bệnh nhân luôn á. Bà bé gái bà không đi sửa máy mà cứ lạng lạng đây làm cái gì? Bạn bệnh nhân gục ở đâu gần đây nè mọi người? Có tay bà bé gái là bà chuẩn bị bà hâm heo đi cứu, giấu chân bà ở ngoài ở đây nè. Ông diễn viên cũng mới heal xong. Chạy đi còn kịp. Chạy ngay đi, ôi rồi ôi. Ôi bà bé gái bà bóp. Bà bóp và ông tiên tri nặng luôn á. Ôi bé ơi là bé. Bạn tiên tri chạy được rồi, bé cho cái tấm giấy vệ sinh vô mặt người ta. Xong ông tiên tri ổng văng vào phía mình rồi, đỡ phải mất công, sẵn tiện đi. Ơ, chọt luôn. Thế là một mũi tên trúng hai con nhạn. Bé gái á, đẩy giấy ra kiểu giống như là giấy dơ, xong rồi sợ bạn tiên tri giận, xong rồi tới tính đập pallet để cứu. Nhưng mà rất tiếc là bạn không ngờ mình quay ra mình đánh bạn luôn. Đó, bất ngờ chưa? Đây nha, khi mà các bạn nghe tai, các bạn thấy một bạn nào đó, hoặc là bạn cảm nhận được một bạn nào đó ở trong một cái địa hình giống như cái khu nhà máy này, thì các bạn đặt cái gương ở ngoài nhà máy, thì cái bóng của cái gương á, cái gương nó sẽ nằm trong nhà máy, các bạn có thể tự do di chuyển để mà đánh được bạn xua, để mà tìm gặp bạn xua trong đó. Chứ đừng có đặt cái gương trong nhà máy nha, đặt cái gương trong nhà là không có đánh được đâu, nó sẽ bị lỗi. Các bạn mà muốn đặt gương sao cho chuẩn á, thì các bạn phải canh được cái khoảng cách của mình và bạn xua, mà cái gương nó đặc biệt là phải nằm chính giữa sao cho cân bằng đó, thì các bạn mới chặn đầu mới đánh được. Còn mình vừa làm cái hành động mình soi bóng của bạn xua đó, là lấy cái gương phản chiếu ra cái bóng của bạn để mà mình đánh, thì cái này cũng rất là đơn giản thôi. Cái này là mình đặt cái gương
ngay cái chân bạn xua á, ngay ngay bạn luôn, chứ không có đặt chính giữa nữa, mà đặt ngay bạn luôn cái gương á, thì cái ánh cái bóng á nó sẽ phản chiếu ra đó, phản chiếu ra rồi mình mới đánh được. Cái đó là cách lấy bóng, lấy cái bóng của nhân vật xua á, là chỉ có đặt cái gương áp sát bạn thì cái bóng nó mới ra thôi, chứ còn các bạn mà đặt chính giữa thì chỉ gọi là chặn đầu thôi, chứ nó không có lấy ra được cái bóng. Cái gái nó không ai cứu đâu. Khi mà các bạn dí mấy bạn xua ở trong cái địa hình có pallet, thay vì các bạn đi vòng vòng, các bạn thấy lâu quá mất thời gian, thì các bạn hãy giữ cái gương lại và các bạn đặt cái gương trước cái pallet đó, thì các bạn mới đánh được các mấy bạn xua ở bên kia, bên cái pallet á. Chứ còn các bạn mà đặt cái gương mà đằng sau cái pallet cũng không đánh được, bắt buộc phải đặt cái gương trước cái pallet. Với nhân vật Madame á, thì mới vô á, là các bạn nên lấy một hit thường đó, đánh một hit thường rồi mới đặt gương để mà lấy hit thứ hai nha, trừ khi là bạn xua đó cay hay quá. Khoan, cái ông này bom lửa hả, tôi xử ông luôn. Trời ơi, nước mới chả lửa. Nếu như trường hợp mà các bạn xua cay hay quá thì bắt buộc các bạn phải đặt cái gương ra trước để mà các bạn lấy một hit, sau đó là các bạn phải nhìn xem cái phép bổ trợ của mình đã hồi chưa, đó là phép bổ trợ tốc biến, sau đó là mình sẽ áp dụng cái phép bổ trợ tốc biến để mà mình lấy cái hit thứ hai để cho bạn xua đó gục. Đó, đó là cái cách mà mình gặp mấy bạn xua mới đầu mà nhây lâu quá nó, mình bắt buộc mình phải dùng cách đó. Còn không thì các bạn cứ bình tĩnh vô lánh hit thường, sau đó là đặt hit gương là hai hit, khỏi dùng blink tốn. Ông diễn viên cũng vậy rồi kìa. Diễn viên dạy rồi, tức là mất tự trị thương rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình cứ dí bạn bệnh nhân này trước đã, rồi tí hồi mình quay lại mình tìm ông diễn viên sau. Bây giờ mà mình quay lại ổng nữa mất công lắm, đi vòng vòng mỗi chân nè. Các bạn thấy không, như cái địa hình này nè, thấy cái bạn xua mà nằm ở trong cái khu cai như thế này á, các bạn phải nên đặt cái gương đằng trước cái địa hình đó, là đặt ở ngoài á, là áp sát vách tường, áp cái gương sát vách tường thì cái bóng mình nó nằm bên trong, thì mình mới ở bên ngoài, mình mới tự do di chuyển để mình tìm các bạn xua ở bên trong cái địa hình đó. Chứ còn đặt cái gương mà bên trong vách tường là cũng không có được đâu đó nha, là coi như bể dĩa luôn đó, hư bột hư đường luôn đó. Ông bệnh nhân cũng nằm rồi, giờ qua đổi ca thay phiên. Diễn viên ơi, diễn viên à, idol của tôi đâu rồi? Mấy bữa nay mình gặp diễn viên mình rất là khó chịu, bởi vì diễn viên có mấy trái banh á, nó làm mình bực bội chịu không nổi. Gần đây lễ hội Halloween thêm cái sự kiện event bán skin của ổng nữa, cho nên bạn nào cũng chơi diễn viên rất là đáng ghét. Mình là mình chỉ sợ mỗi cái banh màu đen slow của diễn viên và banh lửa khóa kỹ năng, banh màu đỏ rất là ghét. Chứ còn banh trắng thì mình không sợ, banh trắng nó chỉ làm giảm tương tác khi mà mình giơ tay lên mình đánh, với lại mình nhấc bóng này kia thôi, chứ cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Mà bom màu đen slow đi chậm khó chịu lắm. Hay chưa, lấy cái bóng ra hên là đánh trúng á, chứ không là vô tường rồi đó. Mà đam thấy ảo không, rõ ràng là đánh vô tường nhưng mà thật ra là đánh trúng cái bóng, rất là đáng sợ. Madame thì bây giờ được thả rồi, khi mà vô rank là các bạn Autobahn, thư ký tòa án và Hermit. Mình lên rank mình cũng ban hai nhân vật đó, thả Madame luôn. Tìm thấy rồi nha, tìm thấy rồi nha, chạy đi đâu con sâu. Banh bọng gì, bao nhiêu chiếc banh tôi nhận hết, bao nhiêu chiếc bóng tôi nhận hết luôn. Tôi cũng xử nốt bạn luôn, tôi còn để lại cái tóc biến cho bạn đó. Phép hỗ trợ thì mình nên sử dụng đúng lúc, và gương cũng vậy, đừng có sử dụng lung tung, chứ còn không rất là phí, mất thời gian. Mấy bạn xua bây giờ sửa máy nhanh lắm, mình chỉ cần trực một nhịp thôi là thua liền. Hy vọng là khúc cuối, ví dụ như mở cổng mắt đỏ thì lật kèo được thì thôi, còn không lật kèo được thì các bạn phải chấp nhận là cái số phận mình là gà rồi đó. Ok, bây giờ mình sẽ qua đi tìm bạn bệnh nhân. Ủa, đầu hàng luôn rồi hả? Tôi tưởng không chịu chứ. Không chịu thì tôi qua tôi thỉnh cho lên ghế. Ok, bây giờ mình sẽ qua trận đấu tiếp theo nha mọi người. Mình sẽ qua trận 2 luôn nha. Trận này ở map làng Giang Hồ, mình đang ở cổng Bắc.
Cậu Pop thì sẽ có một bạn gần mình lắm, cũng vòng quanh trong nhà gỗ thôi. Đó, có tay liền. Nè, có dấu chân luôn. À đây, đi về hướng này. Mình thuộc mấy cái chỗ mà các bạn spawn hết trơn rồi. Nè các bạn thấy không? Mình nghĩ bạn chủ tế ở trong nhà đó nên mình sẽ đặt gương để đi tìm bạn. Rồi nha, bánh mì kẹp thịt. Trời ơi, thấy tôi đặt cái gương xong rồi không biết chạy đi đâu luôn, bị ép gốc luôn, không kịp chui vòng luôn, mất một cái vòng, bị ăn một hit té, thật là tội nghiệp. Cái trang phục này của chị Mẩy là mình có nguyên bách luôn, chứ mình có cái phụ kiện A rắn độc nữa đó, nhưng mà mình đeo thử cái phụ kiện các thời gian mình mới mở xem như thế nào, với lại đang nhân dịp Halloween nên mình mới mặc cái bộ trang phục này, chứ còn không là mình mặc nguyên bách kia cho nó hợp. Cái phụ kiện này mang vô nó xấu quá. Diễn viên bị soi mà đi cứu luôn à. Ủa, ơ kìa, mấy bạn này coi thường mình à, tưởng mình chui qua vòng á. Bạn lỗi rồi, bạn lỗi nặng lắm luôn. Ok, mất tầm nhìn nhưng mà đánh cũng khá là tốt, bởi vì mình đã quen rồi, cái cảm giác của mình đặt gương mình đã quen rồi, trừ khi các bạn nào mà biết né gương thôi. Như bạn chủ tế này là thấy gương là quýu nè, né không có được. Nãy giờ mình chưa xài bling luôn. Thật ra mà nói là để cái bling này để làm cái gì các bạn biết không? Để mà mình cam xa, mình đặt gương cái bạn nào mà mình bắt hướng á, bạn nào mà đi cứu á, mình đánh bạn nó một hit xong rồi mình hồi đòn mình tới bling đánh là cho bạn nó khỏi cứu luôn. Nhưng mà với điều kiện là mình phải đánh được bạn đó nha. Đây là mình đánh được nhưng mà khoảng cách gần quá, mình không kịp hồi đòn cho nên mình không thể sử dụng bling. Mình để lại cái bling này để mình knock out bạn ngồi ghế luôn. Mà bạn này thì không chạy được cho nên mình cũng không cần phải sử dụng tóc biến để làm gì. Mình cứ để dành đây luôn, tại vì dùng tóc biến phí thể hiện làm gì đúng không? Để dành tí hồi xài sau. Tại bạn chủ tế này dễ bắt quá. Lại gặp bạn bệnh nhân với lại bạn diễn viên trận vừa rồi nè. À đa. Ô nó chui vòng rồi mọi người. Lẽ ra là mình chém được bạn nó gục rồi đó, nhưng mà bạn nó chui cái vòng của chủ tế hồi nãy á, nên mình mất dấu. Được lắm. Bà đa, bà được lắm bà đa. Bà đa chạy đi đâu cho khỏi nắng. Ô kìa, bà tưởng mình rớt xuống dưới là mình mất dấu. Ngây thơ quá em à. Hồi nãy mình đi tới, mình rớt xuống cái cầu thang, bà tưởng mình đi xuống dưới đó, mình mất dấu bà, bà đứng đó bà nếp. Chàng ơi là chàng. Cô Đa ơi là cô Đa. Cô Đa nhảy xuống cửa là cô Đa thoát rồi. Tính ra bạn diễn viên với bạn bệnh nhân này chơi được á chứ, nhưng mà gặp đồng đội sao sao á. Mình thuộc mấy cái chỗ mà các bạn xua đi rồi, đoán được hướng nên mình tìm mấy bạn rất là dễ dàng, cho nên đừng bao giờ nói mình hack map hay là gì hết trơn. Game này không phải hack là dễ đâu, tại vì cập nhật liên tục, cứ thứ năm hàng tuần là cập nhật, thứ năm hàng tuần là sẽ cập nhật lại, thì làm sao mà hack nào mà chịu cho nổi. Mình biết bạn tâm lý học ở đâu luôn nè, các bạn xem nè, mình sẽ đi tới nơi và nhấc bóng bạn lên, để bạn lên ghế, đó, bỏ bạn vô tủ chân luôn. Đó, thấy chưa? Biết vì sao không? Tại vì mình đã từng trốn những cái chỗ như thế này, nên mình biết được, cái này là tâm lý nha. Tâm lý thôi. Cũng có một chút gọi là EQ ở trong đó, EQ của mình thì không cao lắm. Nhưng mà do là quen thuộc nên mới biết là bạn đi hướng nào. Và lúc mà mình mới chơi á, mình còn run nai voi á, hoặc là run điểu á,
mình thấy mấy bạn hình đi tìm mình, mình cũng hết hồn á chứ, mình tưởng hát không à, nhưng mà thật ra không phải đâu nha, chơi riết là quen thôi. Mới đầu mình cũng bị mấy pha mình ủ hòa á chứ, kiểu như là mình trốn chạy mình xa lắm rồi, không biết tại sao Hunter nó vẫn biết chỗ mình, nó tới nó tìm. À, chơi lâu rồi có kinh nghiệm mình mới hiểu ra được rằng là do là mình quá quen thuộc mấy cái chỗ bạn xua hay núp hay trốn hay gục đó, tại vì mình cũng đã từng trốn từng gục ở mấy cái chỗ đó, mình cứ nghĩ là an toàn nhưng thật sự bây giờ không còn an toàn nữa. Những nơi nguy hiểm nhất mới là an toàn nhất, còn những nơi an toàn nhất là những nơi gọi là dễ tìm nhất đó. Hunter bây giờ thì không phải giống như hồi xưa, không có dễ lừa nữa, không có dễ mất dấu nữa, ít lắm. Dù bạn không nhìn thì bạn vẫn biết là bạn xua ấy đang gục ở đâu. Bạn tập kỹ này dạy rồi nè. Dạy rồi thì xua cho bạn rồi. Phải chi bạn đừng dạy thì mình không tìm. Bạn dạy là qua mình sẽ xúc bạn nằm luôn. Lại y như là cái trận hồi nãy. Mà hồi nãy thì bạn bệnh nhân, mình quay lại mình tìm bạn bệnh nhân. Trận này mình quay lại tìm bạn diễn viên. Bây giờ mình xử nốt bạn bệnh nhân nữa là xong ha. Hồi nãy á hả, trời ơi, tôi nói tôi chém cái bà chủ tế tôi sướng cái gì đâu luôn, nó đẻ cái nư vậy, y như là chém chuối vậy đó. Chủ tế mà chạy không không ở ngoài, không có chướng ngại vật, bà phế lắm. Bà không có tường để bà đục vòng á. Bà cứ bị chơi chủ tế là cứ bị phụ thuộc vào mấy bức tường, mà không có tường là cảm thấy mình như là phế vậy, mình quýu á. Nó đánh trực diện thì không trúng, mà đánh xoay cái mặt đi chỗ khác á, không nhìn thì lại trúng. Cái hitbox của Madame á, cái gương nó ảo là như vậy đó, đánh mà xoay vòng tròn á. Nhưng mà cái này là phải tập luyện nhiều nha, chứ không phải một lần hai lần là có thể làm được đâu. Nhưng mà khi mà các bạn đã tập rồi thì mình nói là khoảng 80% là các bạn sẽ thành công. Ồ trời ơi, sao không đầu hàng đi mấy cưng à, lại nhay giống như trận trước à. Đấy, thấy không, biết bạn bò đi đâu luôn, đặt cái gương ra là trúng liền. Đây là tôi khi không livestream đó, đây là tôi khi tập trung cao độ để mà chơi game, để làm clip cho các bạn xem. Và thôi bây giờ mình sẽ kết thúc trận đấu ở đây nha, hẹn gặp các bạn ở video lần sau các bạn. Nếu các bạn thấy clip mình hay thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho mình nữa, nhớ nhớ nha, đừng quên đó, bye bye.